Anh Kim, chào Kim. Như anh Kim thấy hiện nay có một cái xu hướng nó đang nổi lên, đó là những cái người phụ nữ chọn cho mình một cái cuộc sống, ta còn gọi cái danh từ là single mom, tức là họ độc lập, họ chủ động và họ tự nuôi con. Nhưng mà thật ra những cái áp lực mà họ phải chịu đựng thì rất là nhiều. Thế thì ở các nước mà anh Kim đã từng làm việc, từng chứng kiến, anh Kim thấy cái cách người ta sẽ quản lý, giải quyết cái vấn đề này như thế nào? Thật ra ở nước ngoài thì cái chuyện single mom đó, thì ra ở nước ngoài và ở Việt Nam luôn, cái số lượng single mom cũng bằng nhau, đúng không? Khi mình nghĩ không, ở Việt Nam cái mức bây giờ đời sống hiện đại, cái mức ly dị, cái mức chia tay với nước ngoài cũng bằng nhau. Về ý thức thì ở nước ngoài họ quen cái chuyện này hơn, họ tại vì cái họ họ coi trọng cái cá nhân hơn, thành ra họ coi trọng những cái quyết định của cái người phụ nữ đó. Ở Việt Nam thì chắc là vì những cái vai trò truyền thống, thành ra cái người phụ nữ single mom bây giờ là như là mới, nhưng mà thật ra nó không có mới. Mình anh biết là từ trước 75 cái mức ly dị ở Việt Nam là cao nhất trong vùng rồi, lúc đó là 49% rồi, là trước 75. Anh khi nghiên cứu cái này rất là ngạc nhiên, thì người phụ nữ Việt Nam rất là mạnh mẽ đó, thì phải mạnh mẽ, thì qua cái lịch sử của mình, qua cái thành ra người phụ nữ mạnh mẽ và quyết định thực tế đó. Thì về cái chuyện single mom ở đây á, thôi, và cái chuyện mà anh muốn đề cập đến là cái chuyện dạy con, nuôi dạy con đó. Và con gái lớn lên không có bố thì sao, con trai lớn lên không có bố thì sao, hai trường hợp là hai trường hợp khác. Và cái thời gian, cái mối quan hệ của đứa đó với bố nó rất là quan trọng đó. Thì cái chuyện anh giải nghĩa cái chuyện hôn nhân, cái chuyện ở với nhau, cái chuyện cả đời nó khó, nó rất là khó. Nhưng mà cái chuyện vui nuôi dạy con á có thể dễ hơn, mình sắp xếp được. Còn cái chuyện mà chia tay thì cứ chia tay, không thương nhau nữa hay là ngàn lý do gì khác, nhưng mà vẫn là mẹ, vẫn là bố của đứa đó hoặc là mấy đứa đó. Cái quan hệ nó mạnh hơn, nó Tại nhiều sao? Tại vì mấy tụi nó cần, nó cần không có dễ. Bây giờ như anh nói, khi đơn giản là bây giờ cái người mẹ đơn nuôi đứa con, rồi cái người mẹ khác nuôi đứa con cũng giống như vậy, mà có chồng có bố, thì đứa nào nó chuẩn bị hơn cho thế giới cạnh tranh, càng ngày càng cạnh tranh. Ok, thì nếu mà mình đồng ý với cái đó, thì nếu mà cái cuộc hôn nhân cái đó nó không có, thì phải giữ cái kia nó dễ hơn. Nghĩa là nó cần phải bố, nó cần phải mẹ, tại vì hai người đó cho nó và làm gương cho nó những cái chuyện khác nhau đó. Nghĩa là người bố làm gương những cái chuyện mà người mẹ làm không được đó. Thành ra cái chuyện đó thì nó đòi hỏi cái người phụ nữ hiện đại phải khiêm nhường và khiêm tốn, và biết là mình thương con bao nhiêu, mình ít nhất cũng hạn chế đến một mức nào, cái mức còn lại á hầu như cái người đàn ông phải đóng góp, phải làm gương cho nó, dù nó là con gái hay con trai. Dạ rồi, em cảm ơn anh Kim. Cảm ơn Kim. Dạ.